Rồi thing, thanks, tree, dough. Con chọn cho cô từ dough bởi vì dough đọc là đờ, nghe chưa? Cát chịt, tít chịt, rice bờ rốt xịt. Ok, chọn set hát của chị Sương. Phải phòng khi tối. Rice này nhá, phải phòng khi tối là sờ. Set hát của chị Sương là it, còn lại là giờ. Ba cái kia là it hết. Con chọn câu này. Tiếp theo, nhấn âm. Khi mà con đọc cái đề con thấy cái chữ này nè Khang, nó là nhấn âm. Nào, routine, con nhấn âm 2 cho cô. Routine. Rồi puzzle âm 1, never âm 1, homework âm 1, con chọn routine bởi vì nó nhấn âm 2, ba cái nhấn âm 1. Đúng rồi. Charity là âm 1, pollution là âm 2, neighborhood âm 1, organize âm 1, con chọn pollution âm 2. Ok. Nào, Susan và tôi thường chơi board game trong nhà, ở nhà của cô ấy chơi. Cái board game thì chúng ta xài động từ gì? Có game bóng sách thôi. Hả? Chơi board game thì chúng ta xài động từ gì nhỉ? Không, chơi là gì? Chơi là play. Sách của cô đứa nào mượn không trả mất rồi. Em không? À. Rồi, play, chọn cho cô từ play. Tiếp theo câu số 6 chữ Khang. Tôi thực sự thích hát vì thế tôi luôn luôn tôi không bao giờ bỏ lỡ cái từ miss này, con dịch là bỏ lỡ những cái bài hát này, những cái bài học môn âm nhạc này. Vậy là không bao giờ là từ nào? Never, đúng rồi. Tiếp theo này, mùa hè con xài cái gì? Mùa hè con xài gì? Giới từ gì? Không, on không thể xài mùa được, in nghe chưa? Rồi vào cuối tuần tôi thường cái gì với bạn? Chúng tôi đi tới quán cà phê hoặc là đi the mall. Đi trung tâm mua sắm á, vậy là đi tụ tập bạn bè là gì? Cái từ nào là tụ tập bạn bè nhỉ? Hả? Không, meet đâu được, hang out. Học rồi, qua mới ôn lại rồi, hang out, tụ tập bạn bè. Rồi, con chó của ai? Con chó của ai chọn câu nào? Của ai, chọn cái nào đây? Cái sở hữu cách chọn cái nào? A, B, C, D. Tiếp theo này, Tuấn ơi, con làm bài đi con. Ngân con làm hết thì lát cô sửa. Đừng có chờ bạn kia nữa, tuần sau thi rồi. Rồi, cái gì là môn học yêu thích của tôi? Con chú ý cái này này, vậy là môn gì? Môn gì là môn học yêu thích? Môn gì? Hả? Không được, con nhìn cho cô bôi vàng đó. Để con chọn cho cô. Nó thích làm gì đây? Nó thích thể thao này, đặc biệt là môn badminton. Vậy thì phải là môn gì mới là môn yêu thích của nó? Môn gì? Môn thể dục á, thể dục đâu? Chọn bậy chọn bạ không? Nãy giờ không làm bài đúng không? Tiếp tục. John nghĩ rằng môn gì rất nhàm chán, anh ta ghét học về quá khứ. Past là quá khứ. Anh ta không nhớ được ngày tháng, vậy là môn gì có quá khứ và ngày tháng? Trời ơi, đương nhiên là... Geography là địa lý. Lịch sử là history. Nhớ nha. Không đi thi không làm bài được đâu. Mỗi buổi sáng tôi ăn sáng vào lúc 6 giờ. Sau đó thì tôi đi bộ tới trường. Sau đó là từ nào? Đen là sau đó. Khoanh bồ. Mẹ của Nick làm bữa trưa cho anh ta. Chẳng bao giờ. Vậy là không làm bữa trưa, không nấu bữa trưa cho anh ta. Anh ta mua đồ ăn trưa ở trường. Mẹ không chuẩn bị nha, không chuẩn bị là từ nào? Mẹ là chủ ngữ số ít, con phải xài dozen. Có im được, có giảng bài không? Rồi chúng ta hãy gặp nhau lúc 7:30 nha, thứ ba tuần này. Rồi thằng kia nó nói sao? Sorry I can't make it nè. Sorry I can't make it. Xin lỗi tôi không đi được. Rồi cái bảng này có nghĩa là gì con? Nói tiếng Việt trước này. Không chạy xuống cầu thang. Cái nào là không chạy xuống cầu thang? Đó là don't run down the stairs. Cái này mà cho Tuấn năm nay Bo với Tuấn mà làm chắc 10 điểm hết quá. Năm ngoái làm thì được 1 điểm. Rồi, cái bảng này có nghĩa là gì? Năm ngoái lên 10 điểm đúng không? 10 hả? Mấy đứa kia học dở quá. Rồi, tắm ở đây đúng không? Tắm trước khi xuống hồ bơi. Shower là tắm trước khi pool hồ bơi á. Vậy là tắm trước khi xuống hồ bơi cho người sạch sẽ chứ không là ô nhiễm hồ bơi ha. Mấy đứa mà mấy ngày không tắm xuống hồ bơi là ghê lắm, người ta tắm chung ghê lắm. Không đổ. Ok. Cô nó còn đổ hơn là tắm xuống hồ tí xuống không mất ý. Chọn câu nào? Bàn. Làm ơn, câu C á, làm ơn hãy tắm trước khi đi vào hồ bơi. Đây này. Please take a shower before you enter the swimming pool. Rồi, có đứa nào ỉa chảy đi hồ bơi ghê quá. Rồi, đằng sau like nè, động từ thêm minh nè con. Đằng sau like động từ thêm minh cho nên con xài spending. Rồi, cây phải là go thì đằng sau go cũng phải là động từ thêm in, cho nên con cũng thêm in vào là skateboarding. Lướt ván đấy. Jenny thường thực hành múa 1 tiếng đồng hồ mỗi buổi tối. Hiện tại đơn Jenny là chủ ngữ số ít, cho nên practice thêm sờ vào, đọc là practice it. Michael học tiếng Anh ở trường vào các ngày thứ ba, thì Michael là chủ ngữ số ít, cho nên study phải thêm e sờ vào, y dài biến thành y ngắn thêm e sờ vào. Ok chưa? Tôi không thích các ngày thứ hai, tôi nghĩ rằng nó rất là mệt mỏi. Bây giờ tired chuyển thành tiring. Rồi, công viên giải trí là amusement park, biết chưa? Cái này người ta làm sẵn cho con rồi, sướng quá. Xuống bài nghe, lát nghe sau. Rồi xuống bài đọc, con đọc cái bài này nhá. Và làm cho cô đi. Đấy, ô người ta làm rồi này, dịch luôn. Tên của tôi là Anthony và tôi đến từ Phần Lan. Tôi đi học ở trường trung học cơ sở rất to. Tôi luôn luôn đi bộ tới trường với bạn của tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi bắt xe buýt. Tôi có 5 bài học vào buổi sáng, 5 tiết học á, và tôi có toán vào các ngày thứ hai. Tôi không thích toán, nó khó và giáo viên luôn cho tôi rất nhiều bài tập để làm. Và môn yêu thích của tôi là môn khoa học, nhưng tôi chỉ có khoa học vào thứ sáu thôi. Tôi không học vào buổi chiều. Sau giờ ăn trưa thì tôi đi về nhà. Tôi có thể đi tới rất nhiều câu lạc bộ. Tôi ở trong câu lạc bộ bóng rổ và tôi thực hành nó vào ngày thứ sáu. Tôi còn quan tâm tới đồ ăn nữa. Vì thế vào các buổi chiều thứ tư, tôi đi tới lớp học nấu ăn. Tôi đi tới câu lạc bộ nấu ăn. Và tôi chỉ là một thằng con trai duy nhất ở đó. Thằng này BD rồi. Nhưng mà tôi không cảm thấy phiền. Tôi có thể làm món pizza rất ngon. Trong thời gian rảnh thì tôi thích đi xe đạp với những người anh họ của tôi, anh em họ của tôi. Vì thế tôi đi công viên các ngày cuối tuần. Hai đứa không làm một câu nào hết nha. Không cho ngày chủ nhật ôn nữa. Dạ. Rồi Anthony luôn luôn đi bộ tới trường với bạn. Con sẽ điền cái từ work là đi bộ vào này. Anh ta không thích môn gì, đó là môn toán, mới đọc bên trên xong. Vào chiều thứ sáu thì anh ta đi thực hành bóng rổ, basketball. Anh ta là cậu con trai duy nhất trong câu lạc bộ nấu ăn, cookery, bỏ vào đây. Ok. Và Anthony và những người anh